Mình lại xin chào tất cả anh em thợ nhé. Hôm nay lại một buổi tối như thường lệ, mình lại lên một cái sơ đồ mạch điện chính của con xe Exciter 150 đời 2015-2018. Thì với một số anh em mà mình đã gửi sách cho thì anh em cũng đã nhìn thấy nó rất là rõ ràng rồi. Đấy, còn với những anh em mà chưa có điều kiện mua sách thì sao? Thì mình sẽ chia sẻ với anh em theo cái phương thức truyền thống như thế này để anh em nắm được nhé. Đấy, thì anh em nhìn thấy là gì, trên bảng vẫn là hệ thống ACQUI đúng không ạ, được nối mát bằng dây màu đen và được đưa lên bằng dây đỏ. Khi dây đỏ đi qua cái cầu chì chính 15A thì đi qua rồi vẫn là dây đỏ và được chia nhánh. Thì một nhánh thì đi lên ổ khóa điện rồi, còn một nhánh thì đi về một loạt các thiết bị. Đây là chính ra gì, nguồn ắc quy trước khóa, không liên quan gì đến ổ khóa anh em nhé. Thì thứ nhất là nó sẽ đi về cái rắc lọc lỗi DLC. Hai là đi về cái tiếp điểm chính, cái tiếp điểm của cái rơ le quạt nước làm mát đấy. Rồi gì, nó đi tới tiết chế chỉnh lưu. Và đồng thời một nhánh nó đi lên đồng hồ. Đây chính là gì? Nguồn đồng hồ trước ổ khóa. Tiếp theo, một nhánh dây màu đỏ đi lên ổ khóa điện rồi. Thì khi ta bật khóa điện thì sẽ từ dây điện, từ dây đỏ sẽ được đưa sang dây màu nâu. Và gì? Lúc này nó sẽ chia nhánh tới rất nhiều các thiết bị điện. Một là nó đi về gì? Còi, đúng không ạ? Cấp điện cho còi. Và còi này là còi chờ mát, có nghĩa là điện dương đã ở sẵn còi rồi, và khi ta bấm nút còi thì sẽ được gì, được nối mát cho còi và còi kêu. Đây là gì, thuộc dòng còi chờ mát. Tiếp theo, điện dương ắc quy cấp tới gì, kim phun, bơm xăng, ECM và tới một cái rắc chờ. Đấy, cái rắc chờ để công nghệ tiếp theo người ta sẽ dùng đến cái rắc chờ này. Đấy, thì hiển nhiên là kim phun và bơm xăng thì được ECM điều khiển bằng bằng chân mát rồi, đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo, dây màu nâu này sẽ được đi qua một cái cầu chì phụ 7A, 7,5A, đúng không ạ? Đấy, thì mình lại nói lại với những anh em có thể là chưa tiếp cận được kênh của mình từ trước đến nay mà bất chợt xem được cái kênh này của mình này, thì anh em lưu ý nhé. Tất cả các sơ đồ mạch điện mình thường vẽ là gì? Cái cầu chì trước ổ khóa này mình hay vẽ màu đỏ, có nghĩa là gì? Những cái cầu chì này là không phụ thuộc vào ổ khóa điện, đúng không ạ? Có nghĩa là anh em chưa bật khóa điện thì cái cầu chì này nó đã có điện dương ắc quy rồi. Đấy. Và những cái cầu chì màu xanh hoặc là màu đen, đấy do mực mình vẽ, thì là những cái cầu chì này sẽ là cái cầu chì sau khóa điện, có nghĩa là phải phụ thuộc vào khóa điện. Chỉ khi mình bật khóa điện thì những cái cầu chì này nó mới có điện. Đấy. Thì cái cầu chì phụ 7,5A này khi mà dòng điện từ dây nâu đi qua nó thì vẫn là dây nâu. Đấy, không chuyển màu nhé, không chuyển màu, vẫn là dây nâu. Và lúc này dây nâu sẽ gì, chia rất là nhiều nhánh để tới một loạt các thiết bị điện, ví dụ như tới đèn vị trí này, đúng không ạ? Rồi gì, tới đèn hậu này. Đấy, rồi là đến công tắc đèn phanh trước, công tắc đèn phanh sau. Đấy, rồi nó sẽ cấp điện cho mô bin sườn, rồi đến chân của rơ le xi nhan. Đấy, rồi rơ le đề, rồi gì, đèn soi biển số nhé. Rơ le đề thì anh em biết là gì, nó là cái cuộn từ của rơ le đề nhé, tới rơ le đề, nhưng mà tới cái cuộn từ của rơ le đề. Đấy, còn tiếp điểm chính của rơ le đề thì hiển nhiên là phải được điện dương ắc quy đi thẳng vào rồi, bằng cái dây to đùng đấy anh em nhé, dây to đùng đấy. Đấy, cho nên là anh em phải phân biệt được, đấy, tới rơ le nhưng mà vào tiếp điểm của rơ le hay là vào cái cuộn từ của rơ le nhé. Thì đây là nó vào cái gì, cuộn từ của rơ le đề nhé. Rồi đến gì, đèn soi biển số. Đấy, tiếp theo là nó gì, rẽ nhánh đi vào cái cuộn từ của rơ le quạt két nước làm mát nhé. Đấy, đấy thì anh em thấy là gì, đây là cái điện dương ắc quy trước khóa này thì nó là vào cái tiếp điểm của rơ le quạt két nước nhé. Còn cái mạch này thì nó lại là vào cuộn từ của rơ le quạt két nước làm mát nhé. Đấy, nó hai cái nó khác nhau. Đấy, rồi gì, đến công tắc đèn đêm, đúng không ạ? Đấy, rồi gì, cấp nguồn cho đồng hồ, đây là nguồn sau khóa, còn đây là gì, đây là nguồn trước khóa nhá. Đấy,
Thì có một số anh em bảo tại sao nó cứ lại có một cái dây dương ắc quy chức khóa đi vào cái đồng hồ này, thì nó đây là cái nguồn chức khóa để gì, để nuôi bộ nhớ nhé, ở trên đồng hồ đấy nó phải có, đúng không ạ? Đấy. Thì trên đây là mình vừa mới lại chia sẻ với anh em về cái sơ đồ mạch điện chính của xe Exciter 150 phân khối đời 2015-2018, thì anh em xem và anh em tham khảo nhé. Thì qua cái video này thì mình cũng thông tin cho anh em là vừa rồi có một số anh em thì là trước đây mình cũng chia sẻ mạch điện, thế nhưng mà anh em này cứ nghĩ là mình không có sách đấy, cho nên là anh em là cứ chụp màn hình lại xong anh em đi photo màu đấy, cho nên là nó gì, nó một là nó không đẹp là một này, hai là nó lại thành ra lại đắt chứ không phải là rẻ đâu nhá. Đấy, cho nên là mình lưu ý anh em là nếu anh em có cần mạch điện mà những cái mạch điện mà nó đẹp đấy, in màu đàng hoàng mà nó khoa học thì anh em liên lạc với mình nhá. Đấy, số điện thoại của mình đây đấy, chứ anh em đừng đi chụp cái màn hình này vào xong anh em đi ra quán anh em photo màu thì nó vừa cái mạch điện nó vừa xấu là một này đấy, hai là nó vừa tốn kém cho anh em đấy, bởi vì photo màu thì anh em biết rồi, nó cũng đắt đấy, in màu nó đắt đấy, chứ nó không rẻ đâu đấy, cho nên là anh em lưu ý nhá. Đấy, cho nên là nhiều anh em trước là không biết đấy, cứ bảo là anh không biết anh có cái những cái quyển sách về sơ đồ mạch điện này. Đây thì anh em nhìn thấy đây này đấy, mình lên sơ đồ là mình phải căn cứ vào sơ đồ mạch điện nhé, chứ mình cũng không đủ tài giỏi để mình nghĩ ra được, đúng không ạ? Đây thì anh em nhìn thấy mình in nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, đây là ví dụ như mạch khởi động của xe Vision 110 đời 2014-2017. Đấy thì cái mạch điện nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, thì vừa rồi một số anh em đã nhận được sách thì anh em xem thì anh em quá biết rồi, đúng không ạ? Đấy, nó phải đẹp như thế. Đấy, mình in màu thì anh em đừng chụp vào nhá. Anh em chụp, anh em in ra nó vừa đắt mà nó không đẹp đâu. Chẳng qua tại sao mình phải lên trên bảng này, vì nó to rõ, mới lại là nhiều khi là mình còn lên để cùng với lại anh em để phân tích mạch điện để anh em nắm được đấy, bởi vì là trình độ anh em thì có anh em rất là giỏi, đúng không, anh em lướt qua các anh em biết ngay, nhưng có những anh em có thể là không giải thích thì không phân tích thì chưa chắc anh em đã nắm được, đúng không ạ? Đấy, thì tại sao là mình lại phải vẽ lên bảng để mà cùng anh em là phân tích cái đường đi mạch điện để làm sao mà có những anh em, bởi vì mà mình vẫn nói rồi, trình độ anh em thợ chúng mình là nó không đồng đều đấy, có những anh em rất giỏi đấy, có những anh em thì phải phân tích, phải nói thì anh em mới hiểu được, đúng không ạ? Đấy, thì tại sao mà mình lại phải cứ phải vẽ lên bảng như thế, lại nó sẽ mất thời gian như thế đấy, bởi vì gì, phải có phân tích như thế thì có những anh em mới nắm được, đúng không ạ? Đấy, thì mình cũng thông tin qua như thế để những anh em mà chưa biết thì anh em cũng nắm được là cái sơ đồ mạch điện là mình luôn có nhá, mình luôn có đấy. Anh em nào cần sách thì cứ gọi điện cho mình đấy, số điện thoại kia là cũng là cái số Zalo của mình luôn, nên anh em cứ kết bạn vào và cần gì thì cứ thông tin cho mình sẽ thông tin cụ thể cho nhé. Đấy, thì như cuối các video thì mình cũng đã chính thức làm đại lý cho công ty DT ô tô để cung cấp tất cả các dòng máy đọc lỗi Motocan tới tất cả anh em nhé. Thì anh em có nhu cầu thì cứ liên lạc với mình thôi, mình sẽ cung cấp máy tới địa chỉ mà anh em cung cấp nhé. Đấy, đây cũng là chứng nhận của mình, thì anh em cũng xem thì anh em cũng đã nắm được rồi, đúng không ạ? Đấy, thì tất cả các máy Motocan CE là cái bản tiết kiệm để dùng cho những anh em dùng ít nhé, rồi Motocan TAP, rồi Motocan 7 nhé, tất cả mình đều đủ hết để cung cấp tới tất cả anh em. Nếu anh em có nhu cầu thì cứ alo cho mình, mình sẽ gửi tới địa chỉ mà anh em cung cấp nhé. Vừa rồi thì mình cũng đã gửi ra rất nhiều các nơi rồi. Đấy, rồi từ Tiền Giang, An Giang, Côn Đảo, rồi là gì, Tây Ninh, rồi là Vũng Tàu. Đấy, rồi là về phía Bắc thì xa thì cũng là có Bắc Cạn, rồi Hải Phòng. Đấy, một số anh em ở gần thì đã tới tận nhà mình lấy luôn. Đấy, rồi Thái Nguyên, có những anh em bắt xe taxi đánh cả xe về nhà mình luôn từ Thái Nguyên nhé. Đấy, thì anh em cần tất cả các dòng máy thì cứ alo cho mình nhé, mình sẽ gửi tới địa chỉ anh em cung cấp. Còn tất cả những anh em mà cần anh em mà mua máy đấy thì hiển nhiên là mình cũng sẽ gửi tặng anh em sách rồi, 5 quyển sách liền nhé. Đấy, anh em sẽ được nhận được 5 tập sách sơ đồ mạch điện của tất cả các dòng xe phổ thông hiện nay đấy, và nó là mạch lẻ luôn anh em nhé. Đấy, mạch lẻ luôn đấy, mình in mạch lẻ để gửi tới anh em nhé, nên là anh em sẽ
xem và anh em sẽ rất là dễ hiểu đấy. Còn anh em là có nhu cầu sách riêng thì mình vẫn cứ gửi tặng anh em rồi, gửi tới anh em rồi nhé. Thế còn anh em mua máy thì mình toàn gửi tặng thôi nhé, 5 tập sách liền, xem rất là đẹp. Đấy anh em nhìn, ví dụ như đây là anh em nhìn xem cái mạch như thế này thì anh em rất là dễ sửa chữa, đúng không ạ? Đấy, bởi vì là gì? Mạch nó phải là mạch lẻ thì anh em mới xem mới dễ được. Ví dụ đây là mạch đèn phanh xe Vario 125. Đấy, đời 2018 thì anh em nhìn mạch đèn phanh thì nó như thế này, đúng không ạ? Đấy, từ nguồn cấp từ ắc quy ra sao? Đấy, đi qua dơ le chính rồi như thế nào, đi qua cầu trì, đúng không ạ? Đấy. Đấy. Thì khi đã bật ổ khóa điện này thì cuộn từ của dơ le chính sẽ hút và tiếp điểm sẽ cấp điện. Đấy, từ ắc quy qua cầu trì này, qua dây đỏ sọc trắng này, qua dơ le chính này, đúng không ạ? Đấy, rồi qua cái thành đồng này, rồi đi qua cầu trì 10A này, đúng không ạ? Đi sang dây màu nâu này. Đấy, rồi đến gì? Công tắc phanh trước, công tắc phanh sau. Đúng không ạ? Khi ta bóc công tắc phanh trước phanh sau thì nó sẽ sang dây màu xanh lục sọc vàng. Đấy, và anh em nhìn thế này thì anh em biết là gì? Cái mạch này nó là cái mạch đèn phanh LED. Đấy, anh em cũng nhìn thấy ngay. À thì là cái mạch này mạch LED chứ không phải mạch đèn sợi đốt, đúng không ạ? Đấy, anh em nhìn rất là dễ để nó giúp cho anh em trong quá trình chẩn đoán sửa chữa nó dễ nhá. Đấy thì mình cũng thông tin thế để anh em nắm được là gì? Anh em không nên gọi là chụp màn hình để anh em photo ra. Đấy thì nó rất là gì? Anh em in màu nó vừa đắt và nó vừa xấu nhá. Anh em sẽ liên lạc trực tiếp với mình. Mình sẽ gửi sách tới anh em nhé. Đấy, nó rất là khoa học về mạch điện mà anh em rất là sẽ chữa. Đấy. Thì một lần nữa mình xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.